Dự đoán kết quả Euro 2024, Thụy Sĩ khó vượt mặt Đức, Hungary dễ thua Scotland. Rạng sáng mai ngày 24 tháng 6 diễn ra lượt trận cuối bảng A. Vòng chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Thụy Sĩ gặp đội tuyển Đức, đội tuyển Scotland gặp đội tuyển Hungary. Nhằm đảm bảo công bằng cho các đội, toàn bộ lượt trận cuối của các bảng tại Euro 2024 đều diễn ra cùng giờ, vì thế trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ với đội tuyển Đức, đội tuyển Scotland với đội tuyển Hungary thi đấu cùng lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 6. Musiala cùng đội tuyển Đức quyết đi tiếp với ngôi nhất bảng A cục diện bảng A trước lượt trận cuối như sau. Đội tuyển chủ nhà Đức đã sớm đoạt vé vào vòng 16 đội khi có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đội tuyển Thụy Sĩ, 4 điểm, rộng cửa đi tiếp với suất nhì bảng hoặc suất dành cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt. Đội tuyển Scotland, 1 điểm, cạnh tranh nhì bảng với Thụy Sĩ hoặc cạnh tranh suất hạng 3, trong khi đội tuyển Hungary, 0 điểm, vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất hạng 3 có thành tích tốt. Với tình thế trên, trận đấu giữa chủ nhà Đức với Thụy Sĩ chủ yếu nhằm chốt hạ ngôi nhất, nhì bảng A, đội tuyển Đức chỉ cần không thua Thụy Sĩ là đạt mục tiêu xếp nhất bảng đấu này. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của Musiala và các đồng đội. Trong khi đó đội tuyển Thụy Sĩ cũng quyết tâm giành chiến thắng, bởi nếu xếp nhất bảng A họ khả năng gặp đối thủ dễ thở hơn ở vòng sau. Tinh thần khá thoải mái của hai đội hứa hẹn tạo nên trận đấu phóng khoáng, hấp dẫn và nhiều bàn thắng. Đội tuyển Đức đang thăng hoa sau 2 chiến thắng 5-1 trước Scotland, 2-0 trước Hungary và muốn duy trì trạng thái này trước Thụy Sĩ hòng lấy khí thế khi vào vòng 16 đội. Dự đoán kết quả trận đấu, Đức thắng Thụy Sĩ 2-1. Đội tuyển Scotland muốn đánh bại Hungary để tranh vé đi tiếp ở Euro 2024, cuộc chạm trán giữa đội tuyển Scotland, hạng 39 thế giới, với Hungary, hạng 27 thế giới, hứa hẹn nảy lửa khi cả hai phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Đội tuyển Scotland khởi đầu với trận thua đậm 1-5 trước chủ nhà Đức nhưng nhanh chóng vực dậy với trận hòa ấn tượng 1-1 trước Thụy Sĩ. Trong khi đó đội tuyển Hungary thua 1-3 trước Thụy Sĩ, sau đó bị đội tuyển Đức nhấn chìm xuống đáy bảng sau trận thua 0-2. Nếu giữ được tinh thần, lối chơi như ở trận gặp Thụy Sĩ, đội tuyển Scotland hứa hẹn giành trọn 3 điểm trước Hungary. Trong khi đó với việc chạm trán đối thủ vừa tầm, Scotland là cơ hội để Hungary để lại dấu ấn tại Euro 2024. Dự đoán kết quả trận đấu, Scotland thắng Hungary 3-1.